Cho chị hai ly trà sữa. Ủa? Ủa? Ủa Linh? Trời ơi, bà khỏe không? Trời ơi, lâu quá mới gặp bà. Trời ơi, bữa nay sao đẹp vậy? Phồng phồng. Bà cũng đẹp nữa. Phồng. Con gái bà hả? Chào cô đây con. Chào con, chào cô. Chào con gái. Dễ thương quá à, xinh xắn quá. Ý. Ý. Ý, bé này quen quen nè. À, ê ê, tôi nhớ rồi. Phải bé này đóng phim Những đứa con vượt trời rơi xuống đúng không bà? Bé đó còn nhỏ, nó đóng phim để trải nghiệm thôi. Vậy hả? Trời ơi, lần đầu tiên gặp diễn viên nhí ngoài đời luôn nha. Dễ thương quá à. Con đóng phim dễ thương lắm luôn. Cảm ơn cô đi con. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi, dễ thương quá à, ngoan quá à. Ê, ê bà. Hỏi này tới nhị xíu nha. Hỏi đi. Em đóng phim Những đứa con trời rơi xuống á, cái xe cao không? Thôi có gì đâu ngại, bạn bè không à. Phải như đây không? Bà đó, tính bà từ xưa giờ không bao giờ mà thay đổi luôn á. Vẫn cứ vậy hoài à. Tò mò xíu thôi mà. Ê. Alo. À dạ. À dạ dạ đúng rồi, bây giờ em đưa bé qua liền. Dạ dạ rồi ok chào anh ạ. À. Ê nói nghe nè, bây giờ tôi phải đi, biết sao không? Con tôi bây giờ nó cử qua nó chụp hình. Sắp tới nó tham gia cái chương trình Ngôi Sao Nhí. Cho nên là tôi phải đi liền bây giờ. Tôi hẹn bao giờ khác nha. Ok. Đi con, chào cô đi con. Dạ con thưa cô, con về. Ngôi Sao Nhí tương lai, chào con. Trời ơi, hai mẹ con xinh đẹp quá. Thích ghê. Dễ thương hết sức. Cách xe chắc cao lắm nè. Trời đất ơi. Em ơi, trà sữa gì có chưa cưng? Con nhà người ta đó, đọc thế giới động vật thấy thưa cưng không? Con nhà mình bóc vô là game game chứ đồ hàng không. Con bé thấy không? Dễ thương, nhìn như công chúa nhỏ. Đúng là ngôi sao nhí tương lai. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ nói đợi mẹ một chút. Mẹ mua trà sữa cho con, mà đợi hoài có thấy đâu. Bà ơi, bà bước vô tôi tưởng bà má tôi không phải cho con tôi đó. Cái gì mặt nhăn như khỉ vậy? Cô đang làm kìa, có gì từ từ. Ôi, con vô nãy con có thấy cái bạn đi ra không? Con thấy không? Trời ơi, bà mặc cái đầm trắng, tóc bạn dài, dễ thương lắm. Ngôi sao nhí? Con nhờ người ta là ngôi sao được. Thì con của mẹ cũng là phải ngôi sao chứ đúng không? Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng ra đó, đứng ra đó, đứng ra đó cho mẹ. Xích ra, xích ra, xích ra, xích. Rồi. Nhớ bữa không? Mẹ cho con coi cái cú xoay thần thánh của cô hoa hậu Hồ Hèn Nhiên không? Nhớ không? Xoay mẹ coi coi. Xoay, 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 xoay. Xoay. Chưa đúng, xoay, xoay, xoay. Chưa đúng, xoay, xoay lại, xoay. Chưa đúng con ơi, xoay, xoay. Đúng rồi. Chưa, chưa xoay hất tóc đi con. Xoay hất đi, hất đi. Mẹ ơi, con chóng mặt quá à. Như vậy mà làm sao thành ngôi sao nhí được. Giờ cười cái mẹ coi coi. Cười nụ cười hoa hậu thân thiện. Không, đừng cười vậy, đừng cười vậy. Cười, cười. Cái đó là con cười chưa? Dạ rồi. Rồi vừa cười vừa xoay mẹ coi coi, hài quá. Ừ thì tôi biết thế. Nhưng mà anh Thư Thư cho tôi ít bữa nhá. Dạo này quán xá ế ẩm, không có tiền mà mua cổ phiếu bên anh. Ồ thì tôi biết là nó đang tăng giá, tôi cũng nôn nao lắm. Nhưng mà chờ tôi ít bữa tôi thu xếp nhá. Thế nhá, ừ ừ nhá, thế nhá, ừ cảm ơn nhá, ừ. Uổng ghê nhỉ, trời ơi cổ phiếu đang ngon mà không có tiền mà mua. Ủa mà sao bé Bông giờ này vẫn không thấy đâu nhỉ? Anh Vượng. Ồ Linh, đáng nghĩ đến cô. Thôi, đáng nghĩ đến cô có tiền cho anh mượn chứ gì. Thôi đó, em không có tiền đâu. Bây giờ ha, em cực khổ lắm, một nách nuôi tới ba đứa con. Rồi cộng thêm bây giờ em phải tiết kiệm làm sao mà để tiền đó mà để đầu tư, để lấn sân mua showbiz nữa. Em không có tiền cho anh mượn đâu, đừng có mượn tiền em. Ôi giời ơi, tôi chưa có ngỏ một câu nào mà có phủ đầu tôi một chàng như thế đấy. Quá ghê gớm luôn. Phải thế mới vừa với anh. Ủa, rồi con Bông nhà anh đi học về chưa? Chưa tới tầm hơi đâu hết. Mẹ ơi, con thưa mẹ con mới đi học về. Giỏi quá à. Con chào bác Phượng. Bà rồi à. Rồi ơi, đi 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 thôi. Thôi chào bác đi con, chào bạn đi. Đi học catwalk nhanh nhanh. Không mẹ ơi, con không muốn đi học catwalk. Với lại con đang bận tập kịch cùng với bạn Bông á mẹ. Tập kịch gì? Dạ kịch ở trong trường á mẹ. Sao mẹ không nghe nói gì hết? Thôi con không có tập kịch tập kiếp gì cái đó hết trơn á. Dạ trong trường á có cuộc thi kịch, cô chọn ra con với lại bạn Candy ra diễn kịch Tấm Cám á. Ôi giời ơi, Tấm Tấm Cám Cám. Để ti thì ti biết cái gì mà kịch với cọt. Thôi ai đóng thì đóng, Bông không có tham gia nhé, mất thì giờ lắm.
Đúng rồi đó, bác Vượng nói đúng, mất thì giờ lắm. Với lại con bây giờ không phải là đi tập mấy cái kịch nhỏ lẻ trong trường đó. Mục đích của mẹ, con là phải nhắm tới phim truyền hình đó, sau đó là phim điện ảnh, lớn hơn nữa là gương mặt đại diện của quảng cáo, và sau đó nữa là sẽ là hoa hậu nhí toàn cầu, con hiểu không? Đi 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 học. Mẹ ơi, nhưng mà con muốn vô trường á, tập kịch cùng với bạn Bông nè. Mẹ nói không là không nha, không có mẹ nheo nha. Mẹ ơi, con xin mẹ nha mẹ. Khóc, khóc. Tiếc ghê á, tụi mình không có được tham gia chương trình siêu sao nhí rồi. Cái gì? Siêu sao nhí là chương trình gì? Đúng rồi đó, còn số tiền lớn đang chờ đợi tụi mình để mua mấy tấn kẹo nữa. Có nghe nhầm không đấy? Siêu sao nhí à? Siêu sao nhí. Siêu sao nhí. Mẹ đổi ý rồi. Được, mẹ sẽ cho Candy tham gia siêu sao nhí. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cô Linh cho Candy thi rồi đó. Bác Vượng cho con tham gia luôn được không? Tất nhiên rồi. Cháu của bác Vượng đời nào lại thua kém con nhà ai. Đi thi nhá. Candy, con phải là siêu sao nhí. Yeah, yeah. Bé Bông cũng sẽ đi thi và sẽ mang giải thưởng về cho bác Vượng nhé. Yeah. Rồi, nhất trí nhá. Chị Tâm ơi, đầu chị hôi quá rồi kìa, hay là chị gọi đi, chứ em đứng gần chị hôi quá. Im mồm đi, đầu của tôi muốn gọi lúc nào thì tôi gọi. Lanh chanh. Sao chị Tâm chửi em? Không những chị chửi em, mà em dám nói thêm một lời nữa, chị đánh em luôn á. Thách chị luôn á. Thách nè. Thôi. Ủa, hai đứa diễn gì kỳ vậy? Hai đứa diễn vậy không có giống như tấm cám mà mẹ biết. Không sao, hay mà, bác thích. Đấy là sự sáng tạo cho một phiên bản tấm cám mới. Sáng tạo cái gì? Sáng tạo nhanh là tầm bậy tầm bạ. Candy, con diễn dây tấm sao con giữ như bà chằn lửa vậy? Con đóng dây tấm á thì con phải dịu dàng, nết na thùy mị. Còn bóng con diễn vai cám thì con phải đánh đá lên tí xíu. Còn con này còn hiền hơn tấm nữa. Chứ đằng này hai đứa diễn vậy là sai hết rồi. Thì khó cái gì đâu. Bây giờ cô thích tấm phải là tấm, cám phải là cám cái gì thì đổi vị trí. Bông, con qua bên này, con sẽ làm cô tấm. Candy, con được làm cám, thích nhá. Yeah. Ủa, anh Vượng, tự nhiên nó qua nó lại một hồi, giờ tự nhiên con tôi xuống nó nghe phụ, còn cháu anh lên đóng vai chính. Tôi không biết, nhất quyết Candy nhà tôi phải đóng vai chính. Ờ kìa, có quy định nào là con cô phải đóng vai chính không? Cô cứ xưng xỉa như thế, rồi làm sao bọn trẻ con nó thấy vui nó đóng kịch được? Cái quy định là Candy nhà tôi tương lai sẽ trở thành một ngôi sao và nó phải là vai chính, vậy thôi. Này nhá, có giải Oscar cho vai phụ đấy. Này nhá, có mâm xôi vàng cho vai chính đấy. Gớm mơ hơi xa đấy. Hình như bên đó cãi nhau, tụi mình không cần tập đâu. Đi chờ. Đi đâu đứng lại. Ủa, con định đi đâu vậy? Mẹ ơi, tại sáng giờ tụi con tập nhiều quá, tụi con mệt, nên là cho tụi con đi chơi chút nha mẹ. Không có mệt mỏi gì ở đây hết trơn á. Con tập kịch đây xong, tí xíu nữa con phải học catwalk nè. Catwalk xong nữa khoảng là bây giờ, tí xíu nữa sau catwalk là con sẽ học kỹ thuật biểu diễn nè. Sau kỹ thuật biểu diễn sẽ học make up nè. Sau học make up nữa là con sẽ học thêm cái gì ta? À đúng rồi, hình thể và tiếng nói sân khấu nè. Trời, học nhiều lắm nha. Cố gắng lên con, cố gắng lên. Ôi giời ơi, cô này, gớm cô nghĩ con cô là nữ siêu nhân hay sao ấy nhờ. Gớm làm như được Oscar ngay lập tức ấy. Kệ thật đấy. Anh mắc cười quá à. Con của tôi á, tương lai trở thành ngôi sao thì mình phải có kế hoạch rõ ràng. Đó, bây giờ tôi phải đầu tư cho nó để nó học. Anh ơi, muốn trở thành ngôi sao thì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Muốn trở thành ngôi sao thì phải khổ luyện. Ôi giời ơi, nhìn nó kìa, to chừng nào kìa. Gấp thôi, kệ mẹ con cô cố gắng. Bông, qua đây với bác. Ừ, còn con em á thì phải khổ luyện để trở thành ngôi sao. Cái đi, đi với mẹ. Mẹ. Đi. Mẹ ơi. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Và đêm nay ai sẽ trở thành quán quân của siêu sao nhí? Cảm giác thật là hồi hộp. Chắc hẳn quý vị cũng sẽ hồi hộp y như tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm rất là dễ thương của Bông và Candy, hai ngôi sao lớn của ngày hôm nay. Và bây giờ là câu chuyện tấm cám phiên bản 4.0 của sự thể hiện của Candy và Bông. Nè,
chị đi gọi đầu đi, chứ chị hôi quá. Chị là con cú hay là con người mà sao chị hôi quá vậy? Chị gọi đầu đi. Mẹ mà nhớ nha, chị gọi là chị phải gọi cho thật sâu nè, rồi gọi cho thật xa nè, như là chị bỏ cái rổ cá xuống đi nè, rồi á chị đi gọi đi, còn đứng đó nữa. Mai đi nha, bây giờ mệt quá. Trời ơi, chị gọi đi chứ chị đứng đó hoài à, với lại bà không gọi sao tôi bắt cá. Giờ ngủ rồi, đi nha. Cô ơi, bác Vượng ơi, sao hôm nay Candy diễn kỳ quá à? Candy, Candy, cái gì vậy? Con phải diễn đi chứ. Con mệt. Mệt gì? Tí xíu đăng quang là quán quân, lúc đó mình hết mệt à, hiểu không? Con mệt lắm rồi mẹ ơi. Con mệt là con mệt sao? Rồi bây giờ con muốn cái gì? Dạ, con muốn ngủ. Ngủ thì mình ngủ cả đời lận mà. Ngày nào cũng ngủ, còn siêu xem nhí một năm ta tổ chức con lần à. Sáng nay con gái, mẹ thương nha. Rồi bây giờ tập trung nè. 2, 3, dịp. Candy, cái gì vậy con? Candy sao vậy con? Candy ơi, anh ơi nó sao vậy? Trời ơi, nó bị sốt rồi. Sốt hả? Tất cả là tại cô đấy. Cô nhồi nhét cho lắm vào, bắt nó học đủ thứ, giờ mới ra cái nông nỗi này. Trời ơi cháu tôi. Chết rồi con ơi, sao cái nông nỗi này cán lên con? Trời ơi, bây giờ sốt vậy rồi, tí xíu nữa sao làm siêu sao nhí được? Siêu 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 cái gì? Siêu sao chẳng thấy đâu, giờ thấy một đống siêu vi trong người nó kìa. Candy. Tới rồi nè. Em có mặc áo mà không? Đi tìm tình yêu đích thực những ngoài đời một trời một vực với Profile, với tính năng EKYC xác thực hình ảnh, pick up cho bạn smart thật sẽ chi thật.